Bệnh nhân mắc COVID-19 số 428 đã tử vong vào sáng nay do nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19. Thông tin từ Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bệnh nhân nam 70 tuổi, trú tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận 10 năm, suy tim, thiếu máu cục bộ. Bệnh nhân nhập viện ngày 9 tháng 7, đến ngày 26 tháng 7 được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 30 tháng 7, bệnh nhân có hiện tượng ngừng tim và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đến rạng sáng nay, bệnh nhân đã không qua khỏi. Tiểu ban điều trị xác định đây là bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh lý nền nặng. Bệnh nhân tử vong với các nguyên nhân nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy hô hấp do suy tim, đặc biệt là suy thận mạn giai đoạn cuối và COVID-19. Ngay sau thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, thông tin một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam tử vong đã tràn ngập khắp các mặt báo, khắp các diễn đàn online. Hầu hết các ý kiến thì đều thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào trình độ của các y bác sĩ. Phần đông dư luận thì cũng đều hiểu rằng COVID-19 đã khiến cho tình trạng bệnh lý của bệnh nhân vốn đã nặng lại càng nặng thêm và là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh nhân này tử vong. Tuy nhiên, cũng có một số người dân thể hiện sự hoang mang, lo lắng và cho rằng đây là diễn biến xấu của dịch bệnh. Vấn đề này cần được hiểu như thế nào cho đúng và khách quan. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kinh nghiệm từ Trung Quốc, nơi mà người dân đã từng phải đối mặt với rất nhiều thông tin về dịch bệnh. Và hiện nay thì chúng tôi đang kết nối với phóng viên Thái Bình. Thưa anh Thái Bình, hiện nay thì Trung Quốc cũng đang xuất hiện nhiều ổ dịch mới ở trong cộng đồng. Không biết là người dân Trung Quốc đón nhận những cái thông tin này như thế nào ạ? Vâng, chỉ trừ thành phố Vũ Hán thì lúc đầu người dân khá hoang mang về dịch bệnh. Còn lại 4 ổ dịch gần đây ở thành phố Bắc Kinh, ở tỉnh Liêu Ninh, ở tỉnh Hắc Long Giang và khu tự trị Tân Cương thì đa số người dân đều bình tĩnh. Bởi vì họ tin tưởng vào cách chống dịch của chính quyền địa phương cũng như là những thông tin chính thống mà họ nhận được từ các cơ quan chức năng cũng như báo đài. Nhờ vậy mà đợt dịch vừa rồi ở thành phố Bắc Kinh thì một quận bị phong tỏa nghiêm ngặt theo kiểu thời chiến và chính quyền thành phố triển khai nghiêm ngặt các giải pháp khắp thành phố thì tại những nơi không xảy ra dịch bệnh, đời sống người dân vẫn diễn ra bình thường. Hàng hóa vẫn cung cấp đầy đủ và không có tình trạng thiếu khẩu trang. Và ở trên đường thì người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang cũng như là các khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Bởi vì nếu như họ không chấp hành nghiêm những cái quy định này thì họ cũng bị nhắc nhở ngay tại chung cư hay là tại các trung tâm thương mại hay tại các khu vui chơi giải trí. Vâng, xin trở lại trường quay. Vâng, có thể thấy là người dân Trung Quốc khá là bình tĩnh và tin tưởng. Tuy nhiên thì có được cái sự bình tĩnh này thì chắc rằng là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cách mà tin tức đến với họ. Vậy thì không biết là các cơ quan chức năng rồi là truyền thông của Trung Quốc đã có những cách đưa tin về dịch bệnh theo tần suất cũng như là cách thức như thế nào ạ? Vâng, thông thường mỗi sáng trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sẽ định kỳ công bố một lần về tình hình dịch bệnh của Trung Quốc trong vòng 24 giờ qua. Rồi tùy theo tình hình dịch bệnh của từng giai đoạn mà cơ quan này sẽ tổ chức định kỳ họp báo hàng ngày, hàng tuần hay là đột xuất. Còn dịch bệnh xảy ra ở địa phương nào thì tại đó chính quyền địa phương hay là sở y tế sẽ định kỳ tổ chức họp báo là định kỳ một ngày một lần hay là một ngày hai lần. Từ đó mà các cơ quan báo chí sẽ có những bài viết hay là trích dẫn ý kiến của các chuyên gia. Thông thường thì chỉ có những chuyên gia uy tín và nổi tiếng. Vì thế những thông tin mà họ đưa ra cũng mang tính chính xác cao và mang tính định hướng. Nhờ vậy mà người dân dễ dàng nắm bắt được thông tin chính thống và ít bị suy diễn. Rồi mỗi người dân Trung Quốc đều có các phần mềm là WeChat và Alipay ở trên điện thoại. Từ những cái phần mềm này mà họ dễ dàng cập nhật được thông tin về tình hình dịch bệnh. Với những cái thông tin về thiên tai, lũ lụt hay là về dịch bệnh, thông thường thì hiếm khi các cơ quan truyền thông của Trung Quốc đưa tin theo kiểu giật gân, câu khách. Vâng. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ anh Thái Bình.
Thưa quý vị, giới trẻ cần phải đề cao cảnh giác trước đại dịch COVID-19. Đây là lời cảnh báo được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh số ca mắc mới tăng đột biến ở một số quốc gia, mà một trong những nguyên nhân là do những người trẻ lơ là cảnh giác. Theo ông Tedros, những người trẻ có thể nhiễm COVID-19 và tử vong, nên họ phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa COVID-19 tương tự như những đối tượng khác. Theo người đứng đầu WHO, tình trạng gia tăng đột biến số ca COVID-19 gần đây là do những người trẻ tuổi lơ là cảnh giác trong mùa hè ở khu vực Bắc Bán Cầu.